Hello, mấy anh em đã quay trở lại với Rô Tìm Tro. Đây, Rô Tìm là đang có mặt tại, phải nói là một nơi gọi là chốn bồng lai tiên cảnh đấy. Một cái đó nên điểm điểm chụp quay nó là rất là tuyệt vời đấy. Nhất cái chân rang luôn mấy anh em. Đây là bộ Rô Tìm đang đi ra đỉnh, đây là đỉnh đèo Hải Vân. Đó, phía trên dưới chân núi là những cái đám mây rất là đẹp đấy. Mình phải nói đang lên đỉnh, là cực đỉnh của đèo Hải Vân. Mọi khi chụp ở một cái lô cốt có cái gì á thì hôm nay Rô Tìm lại chính thức lên tới đỉnh luôn đó. Phía dưới sẽ là đây, mấy anh em đi phượt có thể ra đi chơi đó, phong cảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời đó. Mình sẽ chụp mô tô bay tại đèo Hải Vân cùng cô dâu chú rể với chiếc R15 đấy. Đấy, chạy xe ra đây luôn, em chạy xe ra đây luôn đấy mấy anh em, thấy không? Phía dưới là trống bồng lai đó, mây rất là lung linh luôn đấy. Chạy qua đây chỗ này đây. Ồ, mấy anh em thấy không đấy, cảnh rất là đẹp, nhất cái chân rang luôn đấy. Đấy, Rô Tìm sẽ chụp với R15 tại đỉnh Hải Vân, đó nó là cực đỉnh luôn. Đấy, những cái chân rang đấy, phía sau sẽ là chú rể và sau nữa là cô dâu đang đi bộ ra đấy. À, để vượt lên cái đỉnh đèo này rất là ghê gớm đó. Đấy, bên này sao? Phía sau là mấy cái view rất là đẹp đó. Hello mấy anh em. Đấy, mai trời công cực luôn. Đấy, đó, cảnh đẹp quá đẹp đó. Ôi, mày đẹp à. Quá hoành tráng. Mấy chuyển chiều kìa. Mấy chuyển chiều kìa. Cái quạt là mát của những cái. Đây, diễn viên chính chụp cùng mô tô lên tới đỉnh Hải Vân luôn. Bả mũ cho mát chứ đi. Ừ, đúng rồi. Đấy. Chào bạn. Hãy ủng hộ Rô Tìm nha. Đó, cô dâu xay cái mặt qua đó, rất là tươi, rất dễ xinh luôn, rất là xinh luôn anh em. Đấy, đó, tuyệt vời đó. Cảnh phải nói, cảnh ở Đà Nẵng rất là đẹp. Mùa này Đà Nẵng phải nói là tuyệt vời luôn anh em ơi. Đó, nắng bá cháy bùa chét luôn. Đó, mây trời xanh cùng cùng luôn. Đó, mây nè, đó, thấy không đó, đang đứng ở trên đỉnh luôn. Đó là đỉnh của đỉnh luôn. Đó, phía sau mình dưới nè, đó, những cái nóc nhà nè. Trúc út, trúc khúc luôn. Đó, rất là đẹp. Rồi, chiến thôi anh em ơi. Bây giờ mình để cái điện thoại ở một để cho anh em xem một chiếc live stream. Đây là cua. Đây là có một rớt luôn mày. Gió to rớt. Điện thoại mới mua. Đây. Live stream. Đây này, đó. Mình sẽ live stream chụp motorbike. Đó. Lên đỉnh đi xe máy lên rồi mơ. Đi xe máy lên đây nha, chỉ có cô giao cho rẻ với anh thôi. Trời ơi, tét nách luôn, thẩm mỹ Trúc Ngân ơi. Chỉ có mô tô mới chạy lên đây được thôi Trúc Ngân. Không có mô tô thì mình không thể chạy được. Đó, có biết sao rất là đẹp mấy anh em. Đó, à, mây trời rất là đẹp. Nhìn thôi là đủ mê rồi. Thì mấy bạn á, nhìn thôi là thấy mê play luôn. Đó, quá trời đẹp. Đó, trời ơi, trời ơi. Chốn bồng lai tiên cảnh kết hợp với mô tô đó, trên một cái đỉnh như thế này thì phải nói là rất là tuyệt vời. Thôi giờ chiến đã. Thank you.
lại đây luôn, chỗ này ở đây luôn, để sai cái chai chai luôn đóng à. Để trước cái đóng quay qua cho thấy với mình đậu view rồi. Đây mà em, cô giao chú rể đang tắt chiến hại đây. Vì lên đây chỉ có 3 người nên không có người thứ tư nên cầm máy được. Bây giờ livestream chụp mô tô cho anh em xem. Đó. Vì hôm nay không có quá hậu kỳ. Đó. Kính tôi để đeo kính cho luôn đấy. Đó, ok. Chứ nghe cô giao hơi duỗi cái chân ra xíu. Chú rể hơi dựa ở cái đầu mình ra bên cái xe kiểu như mình ngồi mình dựa ra đó. Đó, ok, dựa ra lúc dựa cái đầu đó. Cái đầu mình dựa ra xe. Dựa ra cái yên xe bên này nè. Đó, ok. Đó, cái tay cô giao móc cho tay chú rể cái nè. Đó, ok, thẳng người lên xíu. Đó, ngứa mặt cao xíu nha. Đó, ok, giữ nghe. Đẹp ạ. Giữ nghe anh cái này. Rồi có dấu ngã người ra, dựa ra chỗ này, sai mặt qua đây xíu này, sai mặt qua đây. Bật nó vô. Rồi sai mặt qua đây, sai mặt qua đây. Rồi sai mặt qua đây nè. Rồi ngã cái đầu lên vai chỗ để coi. Rồi ok. Rồi cười tươi, nằm lên vai chỗ để xuống rồi. Rồi ok. Cái tóc em hắt lên sau một cái nữa nè. Cái tay chỗ để hơi ngang lại xíu. Đây này. Rồi vừa thôi. Rồi ok. Rồi chỗ để nhìn qua cô dao cái luôn nè, thêm lên cái tóc cô dao cái. Rồi cái dao cô dao cuối cầm xuống xíu nè. Đúng rồi, ok, chuẩn luôn. Giữ nghe. Rồi, cả hai chú rể nắm tay của dao đi. Sai người qua hướng của dao. Bây giờ đưa chân qua đây. Rồi, ok. Rồi, sai mặt qua nhau cái luôn. Cái tay chú rể lòng rồi, đúng rồi. Rồi, sai mặt qua, ngứa mặt cao lên. Rồi, chạm môi nhau cái luôn nè. Rồi, ngứa mặt cao lên. Rồi, ok, giữ nghe. Đụng vô luôn. Sai giờ. Cái chân chú rể hơi nghiêng qua đây xíu đẹp hơn. Động vô luôn. Đó, ok. Ok. Rồi đứng lên đi. Rồi đảo view đi, qua bên này. Qua này xuống ai cũng có nhớ. Chả ở trên chụp xuống lên lại cái đường cong. Đó, lại. Lại xuống dưới đây nè. Nhét lại thôi chứ cần gì chạy. Từ từ, cái sẵn đứng đó đi, dắt cái xe lên đỉnh đi để anh lèo lên anh chụp cái đó.
Quá là đỉnh luôn anh em ơi. Đó, mai trời cùng cùng luôn. Đó. Cứ hẹn của ảnh nhất cái chân ren luôn anh em. Ngửa mặt cao, ngửa mặt cao, đứng là hả mẹ, à, đó là hả mẹ, à, đứng là chú đẩy giang cái tay thôi, chú đẩy giang tay.
Bồng lai chống bồng lai tiên cảnh là đây không đúng quá tuyệt vời, nhức nách luôn, nhìn thôi là đủ thấy mê ly rồi, mê ly luôn rồi, quá đẹp, quá tuyệt vời. Đâu đâu đâu, ok ok, vô lại bị cháy đi đó anh, cái màu khai ba giờ cái này là cái nào, dơ lên ngang lên, đúng rồi, ngước mặt cao lên, ngước mặt cao lên, giữ nghe nghe, giữ nghe, giữ nghe, giữ nghe, chéo chéo cái chân lại xíu cho đẹp vô. Ok, xè ngón tay ra cho bà hai, xè ngón tay ra cho bà hai, đúng rồi, đúng rồi. Ngước mặt cao lên. Rồi ok, rồi đứng đối diện với nhau bên cái luôn nào. Đứng đối diện với nhau luôn. Rồi nắm hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào nhau, đúng rồi, ngước mặt nhìn thẳng vào nhau nào. Ngước mặt cao lên, miệng cười tươi, cười tươi, cười tươi, cười tươi. Dựng yên ơi, dựng yên. Rồi chồm người với nhau luôn nào, chạm môi ra cao luôn. Với nhau ơi, không đâu. Tao hai tay chém cổ chỗ này đi. Đúng rồi, chỗ này ôm vô, ôm gậy rồi. Cô dâu một chân trước chân sau em ơi. Téo chân à, cô dâu ơi, đánh cái chân này lên này nè. Đánh chân này. Đúng rồi, ngã người ra, ôm sát cái bụng vô, ôm sát cái bụng vô. Em xích tới bước đi, xích tới chỗ đẻ bước nào. Chỗ đẻ, hai chân song song với nhau đi. Em xích qua kia xích chỗ đẻ, xích qua kia xích chỗ đẻ xích qua kia. Đúng rồi. Cô dâu ơi, em đừng đó, sát cái bụng vô đi, xích sát cái chỗ này. Đúng rồi. Cái tay ôm cô dâu. Cái tay ôm téo thẳng luôn, thẳng cái tay nè. Đúng rồi, em ngã người ra. Đúng rồi. Không, đúng rồi, thôi, dựng yên, chờ xíu cầm cái lên quốc nào. Dựng yên đây, quá đẹp anh em ơi. Đó, mái trời cùng cùng luôn, đó, quá tuyệt vời. Trống bồng lai tiên cảnh là đây chứ đâu, đây chứ đâu. Dựng yên đó. Dựng yên trường. Dựng yên. Cái nào? Chưa, may quá, để cho nó lồi con đường ra xíu nó cho nó đẹp. Đồ mà tắm nãy giờ tay đẹp ghê luôn. Cắt xương. Đây là đỉnh đèo Phải Vân đó, cảnh phải nói rất là tuyệt vời. Bây giờ là đang đỉnh đèo, mai nó đang đổ về hướng ngồi Huế đó, mà anh em đang ở trên đỉnh thì mây rất là nhiều đó, trời rất là mát, rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn anh em đó. Phải nói là lên tới đây nó chụp hình, phải nói là rất là tuyệt vời luôn, nhất cái chân răng nó không đẹp không lấy tiền luôn đó, nhìn đâu là mê ly rồi đó. Đó, quá tuyệt vời đấy. Đâu, vô lại đây. Rồi, trong rồi đó. Vô lại đây, nhanh đi. Ngã người ra, đánh chân lên vô, đúng rồi, ok. Đụng mau vô luôn, mau vô. Có cái chân lên anh cái luôn vô ơi, có chân lên anh cái luôn nào. Giữ nghiêng một cái nữa, một xuân nữa. Ok, good. Đẹp á. Rồi, đứng đây,
Đấy, bên này phải không? Cái chân rang cảnh với nó là rất là tuyệt vời luôn. Không đẹp không lấy tiền luôn.